Dạ, có chú Bảy xuống đây với chú Bảy muốn hỏi đệ câu này để giải cho đồng đạo quay cho nó đúng clip. Tu thì mình biết cái thời này là cần gấp để mà tu cách nào cho nó mau lẹ. Cái câu nói là tu Phật, tu là tu Phật, tu tiên, tu cho bỏ biết chữ hiền ra sao. Bây giờ cái chữ hiền này đó là con nói cho chú Bảy nghe. Cái chữ hiền này thì nhiều cái đồng đạo giải cái chữ hiền, nhưng mà giải cái chữ hiền này á thì con thấy cái chữ hiền này đó, nói thí dụ đi, cái xác thể của chúng ta cũng như cái nhà, mà cái nhà này nó có bốn, nó có sáu cửa, nó có sáu cửa nha. Mà cái sáu cửa này đó, cái tu Phật, tu tiên, tu tu cho rõ biết chữ hiền ra sao là nó nằm ở trong cái phạm vi trong cái nhà, trong cái xác thể của chúng ta. Nó mà trong cái xác thể chúng ta là nó có sáu cửa. Sáu cửa là mắt nè, tai nè, mũi nè, miệng nè, thân nè, ý nè, là trong đó sáu cửa. Mà sáu cửa này nếu mà chúng ta phải lấy sáu cửa này, chúng ta muốn tu theo Phật và theo tiên thì chỉ có cách là sáu cửa này phải đóng hết, phải đóng sáu cửa này. Mà nếu sáu cửa này đóng là phải đóng bằng cách nào? Tại vì Đức Thầy nói là nhãn thấy sắc thường hay bằng biểu. Bằng biểu là tất nhiên dòm thấy, nếu người nam thì dòm người nữ, thấy có đẹp thì mình là thấy sắc là mình bằng biểu rồi đó. Còn đó là nói thêm rộng nữa là mình dòm thấy những cái sắc đẹp, thấy cái nhà người ta đẹp, mình bận biểu làm sao muốn cắt bằng cái nhà người ta ha. Thấy chiếc xe người ta đẹp mình cũng bận biểu làm sao muốn mua cho được chiếc xe đẹp như vậy. Thành thử Đức Thầy nói cái nhãn thấy sắc thường hay bận biểu là cái sắc ở trong đó, là cả vũ trụ này nó nhiều cái sắc nhưng mà mình chỉ giải là vài cái sắc thôi. Đức Thầy mới nói là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều trọn đẹp xinh. Không, hai cái này là nó đi chọn nó cho anh đẹp xinh. Nhưng mà chúng ta nói thí dụ chúng ta đóng cái cửa mắt của chúng ta đó, là nếu thấy mình thấy cái sắc đẹp đó mình không có bận mình là mình nói bây giờ cái này là cái giả tạm thôi, ráng lo niệm Phật, cái là mình coi như mình lấy sáu chữ Di Đà mà mình không có theo chạy theo đời nữa. Mình thấy cái sắc đẹp chúng ta thấy cái người nữ đẹp mình cũng không bận biểu, không có nghĩ gì tới cái người nữ. Mình thấy cái xe cái nhà ta đẹp mình cũng không có quan tâm tới, mình coi như là nó là giả tạm thôi, nó là giả tạm thôi. Thành thử ra mình tự mình lấy sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mình là đóng cái cửa là nhãn mắt của ta, chúng ta là cái cửa đầu tiên. Rồi tới cái cửa thứ hai là cái lỗ tai. Cái lỗ tai này, cái cửa thứ hai là cái cửa này là nó cũng quan trọng lắm nha. Nếu thí dụ những cái người mà người ta nói đắng nó cay, người ta nó cao nó thấp, mà mình đóng cái cửa này lại mình cứ lo niệm Phật thôi. Ha, cái nhà chúng ta đóng thêm một cửa nữa là mình cứ lo niệm Phật, chúng ta gán lo nhẫn, thấy không? Chúng ta gán lo nhẫn, nhẫn là tất nhiên là người ta nói đắng nó cay thì mình cứ lo đóng cái cửa nhà của mình thôi. Cửa nhà người ta kệ người ta, tại vì cái cửa nhà của người ta mở ra người ta mới chích chọc mình được. Nó mà mình lo đóng cái cửa mình thì mình cứ đem Nam Mô A Di Đà Phật mà là đóng vào cái cửa là lỗ tai chúng ta đó, thì mình đóng được hai cửa, phải không? Tới cái lỗ mũi. Thì cái lỗ mũi này thì nó ưa mùi im dịu, phải không? Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gặp đó, nó lết lại nha, điều nổi lết đó, nó lết nổi. Nhưng mà bây giờ ông niệm Phật đó thì thường cái lỗ mũi này là cái hơi thở, mà cái hơi thở này mà ông niệm Phật mà bị phóng tâm rồi, phải không? Đóng cửa cái hơi thở này lên, đóng cửa cái hơi thở này lại thì cái con ma mà ông mở cửa hơi thở nè, cái con ma nó vô cổng, là nó vô đường cái hơi thở của ông, đóng lại thì nó ngọt vậy, nó phải phóng ra. Ông đang niệm Phật, ông đang cúng lại mà là ông nín thở rồi một cái sắp chữ đứt hơi, nó sợ chứ, nó phải phóng ra ngoài, nó phải phóng ra ngoài à, nó để thôi nó chết sao. Thành thử ra ông đang niệm Phật mà ông bị phóng tâm đó thì ông đóng cửa nhà là ông đóng hơi thở lại, nín thở lại thì nó nghe cái hơi thở mà sắp sửa nó đứt, thì thành tử ra là nó cũng sợ chết, nó cũng phải phóng ra ngoài thôi đó. Thành tử ra là chúng ta đóng được hai cửa rồi đó, tới cái cửa thứ tư, đóng ba cửa tới cửa thứ tư. Thầy nói là
lỗ mũi ưa mùi hương dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn sợ hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Ha, cái gì cái miệng chúng ta mà cái ngọt hay cái béo vậy là nó khoái, nó mến thôi, nó ưa nó mến. Những cái gì ngọt vô mà cái miệng của chúng ta quan trọng lắm nè. Cái miệng này là cái miệng nó bự, cái cửa này cái cửa lớn lắm, mà cái cửa này ông phải dán đóng cái cửa này, ông phải đem sáu chữ Di Đà đóng vào cái cửa này cũng được. Thì ông đóng vào cái cửa này thì ông phải giữ, ông giữ cái cửa này là ông phải cố gắng lo niệm Phật. Thì lúc đó cái niệm chúng ta lo niệm Phật không thì làm gì mà chữ lộn lên ta này, không có chữ ta được. Lúc đó lo cắn răng nước bảy nước thầy dạy khi chúng ta dặn cuốn cái lưỡi lên, cuốn giữ lưỡi lên là đóng cái cửa nhà rồi, nó đóng cái cửa nhà lại thì lúc đó chúng ta lo niệm Phật không có cửa cãi đâu. Thành thử chúng ta đóng được cửa là bốn cửa, mà là tới thăng thăng tham sướng muốn tiền của đất đặng ăn xài cho thủy tánh tình, phải không? Nó cái thăng này nó là nó muốn là tham sướng là nó không có muốn đi mang, nó muốn là có tiền có của đặng mà nó đi trưng dọn nó là cho đẹp đó, rồi là cho khỏe, nó không có muốn đi mang nó, mà là tiền ở đâu có mà là lấy của người ta, lấy của người ta để làm vô cái thăng mình để cho nó có đầy đủ hết, bạn không có đi mà. Thành thử ra là chúng ta còn ham vật chất thì cái đó là ma, cái đó là cái ma tà nó vô nó xúi dục chúng ta vào con đường đó là con đường tạo lỗi nó, mà chúng ta biết là cái cổ của người ta là mình không quan tâm, mình không ham nó, mình không tự giọt mồ nước mắt chúng ta mặn ra tự có rồi tự chúng ta sống đó. Thành thử ra Đức Thầy nó thăng tham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tánh tình, rồi tới ý, ý thì ưa sửa sắc soi hình, giới tức chức phận cho cao cho quý đó. Chức phận cho cao cho quý là tất nhiên là những cái người mà là làm những cái gì là không có muốn làm mà muốn cho ngồi trên cao đang ta dưng cúng gì cho nó nhiều đó, mà lặng mà là chúng ta là ăn xài thăng tâm xuống tiền của đến ăn xài cho mỹ tận tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, sửa sắc, sửa cái sắc đẹp với sắc thể này, muốn tu bổ cho cái nhà này nó, mà là cho nó đẹp đẽ, nhưng mà thời gian rồi tới cái nhe da này nó cũng nhăn đụm hết á, mặt nó cũng là rụng răng cỏ nó cũng rụng hết trơn. Thành thử ra là mình thấy là cho chúng ta biết rằng là cái thân và nó cũng là một cái cửa, mà cái ý nó cũng là một cái cửa nó. Bạn thử ra Đức Thầy mới nói là thân tâm xuống muốn tiền của đến đặng ai xài cho phỉ tánh tình, ý thì ưa sửa sắc sô hình, giới chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi là đóng hết rồi, trong sáu ý này là đóng hết rồi, là sáu cửa cái nhà chúng ta đó. Thành thử ra trong đó là đức thầy dạy chúng ta đầy đủ hết, mà như chú Bảy nói hồi nãy cái bài nãy là tu Phật tu tiên đó, phải không? Tu cho biết rõ chuyện hiện ra sao, phải không? Đó thì tất nhiên là chúng ta đóng hết trơn trong sáu cửa trong thân ý của chúng ta ra hết thì chúng ta sẽ ngộ được thấy thật thánh tiên được. Mà cái nhà chúng ta mở sáu cửa thì tràn quạt hết trơn thì cái gì cũng là ma tà, nó cứ rút vô hoài, nó vô trong, nó nằm trong, nó quậy bánh sao đâu chứ. Thì người ta nói gì thì mình cũng cứ cãi ra hoài, hoặc là người ta nói là gì thì mình nghe được thì mình lết lại gần lại cãi. Thì tất nhiên là trong cái thân ý của chúng ta thì nếu chúng ta là cái người tu là phải gán hành trì sao đóng sáu cái cửa này, sáu cái cửa này được thì chúng ta mới đạt thôi. Còn nếu chúng ta mà không đóng được sáu cửa này đó, chú Bảy cúng lại chú Bảy niệm Phật đi, rồi cho tới chết cũng thăng tàn ma dạy thôi. Tại vì là chúng ta không có sửa được, dẫn niệm Phật thì niệm bề ngoài, chứ nhà chúng ta không có đóng thì quỷ ma nó sẽ vô trong nhà, nó phải quậy hoài. Nó mình phải gác, bởi cái sự cúng của con á, con cúng là con cho ai nói chuyện và con cho ai đó là hát chuyện tiếng. Tại con đóng cái cửa này là con đâu có quan tâm tới cái cửa nghe là con không có nghe, còn con mắt tự nhiên nếu phóng tâm đâu chú Bảy nhắm con mắt là đóng cửa con mắt tới chú Bảy rồi. Nó còn mà là đang niệm Phật mà muốn phóng nữa, cái hơi thở nín thở luôn thử coi chạy đâu nó. Thành thử ra trong cái nhà chúng ta nó có sáu cửa, mà chúng ta biết hành được cửa nào thì đỡ cửa đấy. Đó là con muốn giải cho chú Bảy nãy giờ thấy sao, nghe cũng được không? Chú Bảy có đồng ý không? Có đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý.
quá hay. Thì video tới câu này cũng xin tạm dứt nha. Thì hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Cảm ơn chú Bảy có câu hỏi rất hay và Huynh Hồng chia sẻ cũng rất là hay luôn. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, xin chào.